chào các bác nhá. Hôm nay cũng có một siêu phẩm gửi tới các bác. Một chiếc bình vẽ rất là đẹp luôn. Chiếc bình này là chiếc bình của hàng Trung Quốc xuất sang Nhật. Đấy, em nghĩ thế, không biết hình như là hàng của hay hàng gốm Nhật thì em không nắm được rõ cái này đâu. Nhưng mà em thấy đẹp quá thì em sưu tầm muốn mua. Đấy, bác nào hiểu biết kỹ hơn em thì cứ chỉ giáo cho em nhé. Em thì thấy cái bình này đẹp quá thì em mua về. Đấy, em mua về thì bác nào biết thì cứ chỉ giáo, là các bác nào biết thì các bác cứ sưu tầm. Em thấy rất là đẹp. Đây là vẽ bông hoa sen rất là đẹp. Bông sen này, sen đèn đen này. Đấy, đây là bông hoa sen này. Đấy, rất đẹp. Đây là chấm chấm vẽ vàng này, nổi cuối này. Đây bốc bông sen vàng rất là đẹp này. Đấy, còn đây là hình ảnh các tướng sĩ ra trận này. Các tướng sĩ ra trận này. Đấy, có quân lính này, có tướng này. Đấy, đi săn hay sao dưới lũ, những cái này vẽ nổi cuối hết các bác nhé. Vàng nó đẹp quá, cái dáng cũng đẹp luôn. Dáng đẹp và màu chuẩn đẹp. Các bác nhìn thấy chân đế, chân đế vẽ rất là đẹp nhé. Đấy, các bác nhìn thấy chân đế không? Chân đế vẽ rất là đẹp. Tác phẩm quá đẹp luôn. Đấy, chỗ này vẽ vàng hết coi nhé. Đây vẽ vàng hết. Đây vẽ vàng hết. Đây là lính tráng với cả quân tướng các bác này. Em quay gần cho các bác xem này. Đấy, mặt mũi rất thần thái này, ngựa nghiếc này. Đấy, quá đẹp luôn, người đẹp. Trên này vẽ rất nhiều chi tiết đẹp rồi. Hàng vẽ tay đẹp này. Chiếc bình này các bác đáng sưu tầm luôn. Rất độc lạ nhá. Em thấy là rất là đẹp, em mua thôi. Nó không có chuyện ký thì em nghĩ nó là hàng. Đây chuôn đấy nó chỉ có thế này thôi. Em mua thì họ bảo đây là hàng của Nhật đấy, hàng gốm Nhật đấy. Ngày xưa nó làm nó không có chuyện ký. Xuất sắc quá các bạn. Chỗ này quá đẹp luôn. Rất là cao to nha các bạn nhé. Em đo kích thước các bạn xem. Đây các bạn ơi, cái này cao 60 các bạn nhé. Cao 60, miệng hút lộc rồi. Miệng rất là nhỏ lại này. Vâng, đây là miệng 12 này. 60 miệng 12 này. Đấy. Đấy, bông hoa sen đẹp. Bông hoa sen quá đẹp. Hoa sen này. Không, mẹ già lắm các. Này, em đo chiều ngang cho các bác xem nha. Chiều ngang con này đã cũng phải rơi vào 22, 23 gì đấy. Đấy, nó vòng bụng nó phải rơi vào 80 đấy các bạn. Vòng bụng phải 80 đấy. Các bạn nhìn này. Mình lành thích các bạn. Bình lành 100%, không tóc mẻ gì hết nhá. Không tóc mẻ gì hết. Quá đẹp cái tác phẩm này. Để cho các bác xem một vòng. Bác nào muốn sưu tầm bình này thì cứ liên hệ em nhá. Số điện thoại của em 0925094 7, em Hà Nội nhá. Nhiều bác cứ nhầm em ở Sài Gòn nhưng không phải đâu, em Hà Nội đấy. Nhà em ở số nhà 15B ngõ 9 Võ Chí Công, gần chợ Bưởi các bạn. Rất là đẹp luôn. Nhà em ở Hà Nội nhé, các bác đừng nhầm em ở Sài Gòn. Các bạn nào cần qua nhà xem cứ gọi điện thoại cho em là ok. Tác phẩm này đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, không còn phải gì để chê nữa. Vẽ hoa sen đẹp quá. Những bông hoa sen hồng đẹp quá. Màu hồng rất là chất lượng.
hàng vẽ tay chăm chăm. Quá tuyệt vời siêu phẩm này. Hàng quá để đáng để sưu tầm các bác ạ. Trước này em giao lưu 12 triệu các bác nhá. Bạn nào quan tâm liên hệ em, trước này rất là to luôn nhá, cao 60, bụng 80 đấy. Miệng 12 thôi. Kiểu nhỏ. Dáng đẹp cái này. Nhất dáng nhì ra con này, dáng quá đẹp luôn. Đấy, vẽ tích các vị tướng mới ở quân, tướng quân đi săn ra. Đấy, núi Phú Sĩ kìa các bạn, là phủ đầy tuyết. Quá đẹp luôn. Thần thái. Đẹp tuyệt vời các bạn, đây các bạn nhìn này. Đấy. Chiếc binh này hàng cổ này nha các bạn nhá. Hàng cổ xưa rồi. Nói chung là chơi những cái đồ độc, đồ hiếm này các bác bày nhà nói chung là đỉnh cao luôn. Nhìn nó khác người luôn. Đẳng cấp nó khác luôn. Chơi nó phải độc các bác. Ok, em chào các bác nhá. Hẹn các bác video tiếp theo nhá. Bác nào muốn giao lưu chiếc bình này cứ liên hệ em nhá. Số điện thoại em để phần mô tả ấy. Thôi em chào các bác nhá.